Mừng xuân Nhâm Dần 2022, Chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Tặng Chữ Thư Pháp. Chương trình bắt đầu từ 18 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 29 Tết, đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại khu nhà Vòm bên hông trái chánh điện từ phía bên ngoài nhìn vào. Đặc biệt, có chương trình văn nghệ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc vào lúc 18 giờ đến 20 giờ 30 các ngày mùng 1 Tết và 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Còn gì ý nghĩa hơn khi ngày xuân đến chùa nhận lộc lì xì đầu năm mới bằng những câu đối, câu chúc thư pháp qua nét chữ mang trọn tâm tình người tặng chữ, là món quà đầy ý nghĩa gửi tặng đến gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Và sẽ trọn vẹn hơn khi món quà được trao đi đồng hành cùng một nghĩa cử cao đẹp, chung tay cùng ban tổ chức, quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ, tiếp sức giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo vươn lên trong học tập. Chỉ là chút duyên lành, nhưng sẽ là thiện duyên phúc đức đi cùng ta trong suốt một năm dài. Kính mời quý quan khách đến chùa tham quan, lễ Phật, nhận lọc DC và thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc đầy ý nghĩa. Xuân nhẹ về, chút lấp lánh trong nụ cười em thơ, mừng một mùa xuân mới đến. Có cánh em vừa chia xa tìm về, có tiếng hát trong lòng nghe rộn ràng, có ấm áp cho người già thêm vui, nghe xuân về khắp nơi. Dần dần ngày 30 quây quần cùng nhau bên bếp bánh trưng, mừng một mùa xuân mới, mùa vàng lời chúc cho nhau bình yên. Mẹ mừng ngày con xa quay về mái ấm như lúc trẻ thơ. Cho ngày xuân thêm vui, xuân đang về khắp nơi. Năm mới Tết đến, rước cười vào nhà. Quà cáp bao la, mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc. Cùng chúc tân niên, vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiên. Năm mới chúc nhau sức khỏe thật nhiều, bao tiền đủ lượng thoải mái tiêu.